Về tập thể dục nào mấy đứa. Vậy đi. Không vậy là anh trừ lương nha. Vậy không? Em đang ngủ mà ổng cứ kêu dậy hoài. Mà tối hôm qua thì mới chen tới 2 giờ sáng. Thì sáng 7 giờ kêu dậy thì rất là mệt. Ok mấy đứa. Thì một game thủ chuyên nghiệp thì ngoài việc đánh hay mấy đứa còn phải cần có thể lực nữa. Chứ không sau này mấy đứa đánh BO5 thì làm sao đủ sức mà đánh nguyên trận. Ê, bình thường thì team này nếu mà tập thể dục thì chắc chỉ có em sẽ lép thôi. Mà thì hôm nay nít nổi hứng coi clip này nọ ở đâu đủ đi tập thể dục thì hơi căng. Hay là... ngay bây giờ hay là muốn cần động lực. Anh mới nghĩ ra trò này nè. Giờ mấy đứa không chịu không? Anh có cái trò này hay lắm. Giờ nhớ cũng chia 2 team đi. Rồi mình tính sao? Chia 2 team trước đi. Rồi ok. Vậy cứ vậy luôn đúng không? Anh đây biến rồi. Không, cái gì là ổn rồi. Biến rồi anh. Thì giờ anh phổ biến được chơi nha. Mỗi bên mình sẽ chia làm 3. Thì một đứa bóc câu hỏi, một đứa trả lời câu hỏi và một đứa hít đất. Thì bên kia thì có 2 thằng mập thì nhìn thôi là đã biết thua rồi. Còn về thế lực thì team em không sợ gì nữa. Thì bên nào trả lời đúng thì đọc tiếp câu hỏi thì trả lời. Còn nếu sai thì sẽ hít đất. Thì nếu mà sai á là đội bên kia có quyền xen vô. Nếu bên kia trả lời đúng thì cả 3 người đều phải hít đất. Còn bên kia mà trả lời sai thì tự hiểu nha. Thì mỗi bên sẽ có quyền đổi người hít đất 2 lần. Thì sau đó mình sẽ tính thời gian trả lời hết á, thì tính thời gian bên nào ít hơn bên đó thắng. Dễ dễ thôi Bambi. Từ nào trong tiếng Việt có 12 chữ y dài á. Y dài. Ủa mày biết mà đúng không? Biết. Anh biết tiếng mẹ cái này không? Suy nghĩ vậy không biết thì đầu hàng đi. Không biết đi, bên này biết nè. Chèo. Bên này biết. Chị tả. À, đúng. Bambi. Cái này chịu luôn á. Ừ, chịu rồi. Hai ba bốn năm này quá bỏ lên nha. Anh đây anh đây ơi, một cái mọc đổi người luôn. Câu số 12, cái gì của con chim mà lại có trên cơ thể con người? Người chừng ai từ từ trả lời nha. Tao thấy không vậy nha, không vậy nha. Mắt chim mày so sánh với mắt người á, mày tụ lâu. Anh đứng lắc đầu kìa. Sai rồi. Lấy. Làm đi em. Lấy. Anh này nó không tại mày đâu. Hả? Vết chân chim. À. Ủa là cái gì? Ịnh vết chân lên. Cái vết chân á. Hiểu không? Nó phức tạp lắm luôn ấy. Sao? À, cái này vui. Tao hứa là cái này vui. Lá thăm may mắn, tim đối thủ phải hít đứt 10 cái. Lá thăm may mắn á, tim đối thủ phải hít đứt 10 cái. Vẽ đi mọi người. 3 hàng 10 cái. Nè mọi người. Tim đối thủ luôn, tim đối thủ luôn. Tội. Làm đây. Tội. Đang ngồi của mình. 10 cái liên tục nha mọi người. Ê. Đếm nha, chia ra. Thằng nào đếm nào lẹ. Tội. Điểm mày nó cho. Để đếm nãy cho. Ok. Đó, không sẵn lòng. Thôi. Không. Lớn rồi, có chơi có chịu. Không. Cái này có quyền làm giùm không? Không. Ờ đúng rồi, quyền làm giùm mà. Dẹp, ai 30 cái đi. Thì gọi mày là 30 cái luôn. Thôi dẹp. Ủa sao vậy? Như vậy chứ mình... Ủa, có quyền. Dẹp. Từ từ nè. Khoan, từ từ. Game thủ đánh hay phải có thể lực, không có tên, không đánh được đâu đâu. Nhưng mà người ta có quyền đồng đội không? Đồng đội, hợp lý không? Chọn cái này cho tôi đồng đội. Người ta có cấm cái tên đồng đội không? Ok. Hết đi. Được rồi, xe đá ba đủ rồi. Thằng này nó lạc. Để anh đọc lại câu hỏi nha. Cút. Đọc lại đâu, tao làm gì đâu, anh nít đọc mà. Tìm đối thủ hết 10 cái. Tính cả không ai nói hết luôn. Hồi nãy rõ ràng là em. Hồi nãy rõ ràng là em nhấn mạnh luôn 10 cái. Rồi, đọc tiếp đi. Cơ bản. Câu số 28, lá thăm đen đuổi cả đội hụt xì dầu 10 cái. Ai chỉ 10 cái thôi, một thằng 4 cái, hai thằng 3 cái hụt xì dầu. Mình không cái nào được. Nãy giờ không có thời gian nghỉ ngơi luôn á. Rồi hai này thằng 5 cái đi. Bóc vào mấy lá hầm đó kiểu em toàn hít đất không à, hít muốn xỉu luôn á. Mà bình thường thì hít ít lắm. Thôi. Rồi nãy giờ mày có làm gì đâu.
thôi, tội. Tội gì, khỏe không có tội. Mày hai cái thần đi. Đi, đừng. Ủa, có hai cái. Thôi vậy đúng không? Ờ, rồi làm đi. Làm luôn 10 cái thôi. 1. Ôi. Cái gì vậy? Thể hiện cái giải nhảy lên. Rồi cho bộ què xong cái không không. Ê mày đứng lên đi nào. Đừng làm vậy, đừng làm vậy, đừng làm vậy, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Mình chơi đàng hoàng, mình chơi đàng hoàng. Mình chơi đàng hoàng. Làm vô thế xíu nha. Anh ơi, mày làm 9 cái còn lại đi, tao tin mày. Muốn mệt quá. Cái không? Đúng rồi. Không, tao một cái rồi, một cái rồi. Không, một cái rồi. Còn 9 cái mày, 1 cái đi. Hai. Cái gì vậy? Ủa, ai kêu mày nhảy vậy không? Ba. Ngầm. Mệt quá. Ổn không vậy? Thôi, lát tới biết, lát biết. Gan làm phải rồi. Lát tao. Sao lát tao hoài vậy? Sao nguyên hậu nó bắt tự gì? Không đọc được câu nào luôn tàn lát tao. Lát tao may mắn. Đi tới chứ. Mày. Lát tao đen đủ đứa nào để trả lời hết. Đứa nào đang trả lời vậy ta? Nó nào đang trả lời gì to. Chơi chết đồng đội luôn mà. Ủa, đó mấy cái hả? Mấy cái. Đứa nào đang trả lời hết đất hơn một cái một. Một cái một. Rồi lẻ đi em thôi, hết thời gian á. Lá thăm hoài luôn tới. Lá thăm nữa nè. À, câu số 14 kể tên năm bộ phận trên cơ thể người bắt đầu bằng chữ L. Lưng. Gì vậy? Em nhắc vậy? Vậy ta ngứa ta gãi. Thôi. Ta ngứa ta gãi sao vậy? Lưỡi. Hai rồi. Ba con nữa hết đất 5 cái rồi. Nha, đừng mất tập trung. Mày cứ vậy không mà mày muốn hít à? Khó vậy. Khó rồi, cho hai cho kia hít. Really nigga. Không biết. Không biết rồi. Bên kia biết không? Bên kia có trả lời không? Làm gì biết. Bên kia con có biết đâu. Thôi lẹ đi, lẹ đi. Câu số 18 kể tên 300 năm thành viên của đội vô địch chung kết thế giới mùa 3. SKT, Big Lẹt, Parker, Tim Bắc. Cái năm rồi. Đúng. Lá thăm may mắn chỉ định một thành viên thuộc team đối thủ hết đất 10 cái chuyện Khải. Lẻ luôn. Tao không, cái này là chỉ định cho nên là không cứu được. Mình không muốn chơi xấu nhưng bắt buộc rồi. 10 cái nha. Em á, Khải, em mình thấy chân nữa luôn Khải. Ừ đó đúng rồi, chống hai tay ừ đúng rồi. Gì Khải ơi. Cái đó vậy chết rồi. Gì khó quá vậy. Rồi ok, đủ rồi. Hey. Lấy đi em. Câu số 26, lá thăm đen đuổi, cả đội hết đất cùng. Mới qua cái đầu tiên. Năm cái. Xếp hàng đi mọi người, xếp hàng đi. Rồi ra xếp hàng đi mọi người. Xếp hàng đi. Hơn xếp ta. Không biết hết luôn á. Không biết hết luôn á. Nhà mày đó. Thể dục. Thể dục, thể thao. 1, 2, 3, hít thở, thở, thở. Wow, thiệt là mạnh mẽ quá đi mà. Mới một câu thôi. Tội anh đó Khải. Giờ văn vô lại thì được không? Tội anh đó Khải. Ủa, khoan, luôn trong tư thế hết đức mà. À. Quỳ xuống. Tội. Phải quỳ xuống. Lại đây. Câu số 2, hoa gì luôn ở phía sau? À, hoa hậu. Đúng. Câu số 1, trong Paris có bao nhiêu linh hồn? 3 linh hồn. Đúng. Trời mày chết. Tốc độ chạy cơ bản của tướng nào nhanh nhất? Mày đều không? 350, 345 vậy đó. Vậy là dưới mắt tao dây luôn, sai. Bà. Thôi không? Mấy cái ta? 1, 2, 3, 4, 5. Nhớ sai. Chơi gì? À, con số 5, chơi gì mà càng chơi càng ra nước? Trả lời lẹ đi, mất thời gian của đội chờ, sao vậy? À, chơi bóng gỗ. What the fuck?
em biết. Rồi, bên kia. Chơi cờ đó mọi người. Đúng. Xuống hết đất đi mọi không người. Không thấy anh gì chớp gì hết. Xuống hết đất đi. Có quyền đổi người trả lời. Dư sức đúng không? Dư sức thì mình làm. Giờ bóp nhỏ ra nước gì vậy sao lép? Ra nước mồ hôi. Tao chưa ăn gì. Gãy luôn rồi. Bóp đây xuống đúng không? Câu số 7, cánh gì không bay được? Cánh gà. Năm cái liền luôn. Ủa tết có biện minh được mà anh? Cánh gà luộc anh, cánh gà luộc, cánh gà chiên. Có biện minh được mà, có thể biện minh được mà anh. Không nằm trong khung gọi là khung khỏe. Không, nhưng mà nó hợp lý. Nó hợp lý là được rồi. Thế này, em đang suy nghĩ là cánh gà luộc. Em đang suy nghĩ là cánh gà luộc. Nhưng mà người ta hợp lý là được rồi, đừng nói vậy, mất. Rồi. À, câu 20, có bao nhiêu thanh kiếm Darkin trong Liên Minh Huyền Thoại? Oh yeah. Ủa Darkin là kiếm gì em ơi? Một. Sai không á, làm luôn đó. Sao mà một được, phải năm cái. Sao không để bên kia trả lời cho ba thằng hít đất? Thôi gỡ gàng em trả lời rồi, rồi. Sao vậy? Thay đổi chưa? Câu số 6, chỗ nào của con gái lúc nào cũng ướt? Con mắt. Đúng. Lấy cuối đó, đầu cuối đó. Rồi xong. À, thì giờ trước khi anh công bố kết quả thì hai team thử tự đoán các bạn mình được bao nhiêu phút. Em là chắc chừng 2 phút cùng. 1 phút 30 giây. Anh lắm. Nhanh lắm. À, thì team của bên Celeb là 5 phút 30 giây. Nhiều gì? Cũng xem giống 1 phút 30 giây rồi. Còn bên Hậu là như 5 phút 29 giây. 5 phút 29 giây anh. Sát vậy. Biết nhiều không? 7 phút 17 giây. 7 phút 17 giây. Chiến thắng trong lòng người hâm mộ. À, thôi vậy giờ hình phạt là team thua sẽ massage cho team thắng cho tới khi nào mà bên kia kêu thôi. Wow. Cái gì vậy? Tới tối luôn. Cái đó hợp lý á. À, chào mừng các anh đã đến với massage OK. À, chào em. À, thì hôm nay mấy đứa đã thắng trò chơi vận động thì đây là phần thưởng của mấy đứa. À, không biết là mấy anh muốn sử dụng massage thôi hay là massage thư giãn chọn gói luôn ạ? À? Cho tụi nó cái chọn gói đi. Hiện tại thì đây là ba con đào hot nhất của quán massage tụi em. Sao con đào này không có hình vậy? Đây là đào mới dành cho những người thích khám phá. Để thôi cho em con đào đi, con đào bí ẩn này đi. Cho em con đào mập mỏng mỉm này đi. Đây là best seller của tiệm massage của em tháng này. Dạ rồi. Rồi bây giờ thì mời hai anh đi vô trong đào đã đợi sẵn. A few moments later. Dạ hello mấy anh. Mấy anh tới với buổi massage của Loki. Thì hôm nay em có em Phát nghe là em Tình. Ok. Bắt đầu đi mọi người. Vô đi. Đã ra đi rồi gì ép vậy? Cái quá. Cái bọn nó có chịu vậy chứ. Xa này sướng rồi. Đây là anh dột được chưa? Mà chuyên nghiệp nè. Giỏi vô. Này bật sao vậy? Nằm xuống. Má rồi. Nó nhột. Nó sao mặt nè. Đi coi. Không cần massage mà. Bây giờ nó có massage chân. Đâu. Đi theo gói trong bô mà. Nó sao mặt đẹp quá. Ê, rợn người quá à. Không cần, bây giờ không cần nữa. Massage dưới này. Massage chân á, phải nghĩ gì vậy? Không, thì... Phát bậy gì chứ. Phải nghĩ gì á. Nghĩ gì đâu. Xuống massage dưới đi mà bây giờ. Trời ơi, cái cảm của mày á. Này làm nhiệt tình mày. Nó là hơi nhiệt tình. Bên này. Dạ. Má. Sao? Phải học ở đâu rồi mấy cái này khác. Đấm bóp lần cái đấy cũng được. Phải đấm bóp mỗi lần. Phải. Vô cái hệ quá, vô cái hệ quá. Phải quá. Đạo quá ta. Các bạn hãy like share video và subscribe kênh YouTube của LK và Megame để đón xem những clip tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.